Bạn bảo Châu có biết võ không ạ? À? Dạ biết ạ. Võ gì ạ? À? Dạ em ngày xưa em học judo với taekwondo. Nếu sau này bạn có con cái, bạn có cho học võ không? Dạ em cũng nghĩ, tại vì học võ là không những là phòng thủ bản thân, ngoài ra còn có thể là tập luyện cho sức khỏe. Thế còn bạn Đào Thị Lê, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Dạ, theo em thì là em ý cho con học võ cũng là một cái điều tốt. Chứ tin học võ để mà tự vệ và có thể là có thể ra tay khi cần thiết. À, có nghĩa là nghĩa hiệp đó, phải không? Dạ, nghĩa hiệp khi cần thiết. Nhất là nếu như khi sau này, nếu như có con trai thì hè em sẽ cho con đi học võ. Đó là suy nghĩ của cả hai bạn. Còn bây giờ thì suy nghĩ của những người được khảo sát tại quận 4 là bao nhiêu đây? Không biết đang là bao nhiêu à? Bạn đang chọn là? Là 45. 45? Dạ. Bạn đang chọn là 55. Vậy thì con số gần đúng nhất là bao nhiêu đây? Ai sẽ là người ghi điểm đầu tiên của chương trình hôm nay? Và chín và xuống rồi. Và 65%. Và xin chúc mừng bạn Bảo Châu, bạn đây là người ghi điểm đầu tiên của vòng 1 của chương trình chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi kế tiếp. Có bao nhiêu phần trăm số nam giới có gia đình ở quận Tân Bình được khảo sát cho biết họ thường đưa con đi học vào buổi sáng? 10 giây bắt đầu. Nhanh lên bạn, 10 giây thôi à. Mấy ạ? 70%. 70. Em nghĩ là khoảng là 50%. 80%. 50%. 50%. Và chúng ta kết ở đây. 50% và 70%. Dạ. Thường thì những người sống ở gia đình ở Tân Bình thì rất là đông con. Mật độ dân số cũng rất là đông. Thì thường đưa con vào buổi sáng đi học. Thế bạn nghĩ là cái ý như vậy bạn cứ nghĩ là đúng không? Dạ, bao nhiêu phần trăm là đúng? Vâng, theo em thì khoảng, em đã đưa ra kết quả là khoảng 70%. Vì nói chung là bây giờ thì học bán trú nhiều. Thì theo em là người ta sẽ cho con đi thường là đi học một buổi sáng, thế là xong rồi ở và lại vào buổi chiều. Nhưng mà bạn không nghĩ là nữ giới, mà tại sao bạn nghĩ là nam giới nhiều hơn? 70% đâu? Nói chung là em thấy là bây giờ nam giới và nữ giới đều là, có nghĩa là bình đẳng, đều phải đi làm và đều phải chia sẻ công việc nhà cho nhau với nhau. Anh em nghĩ là 70. Ba thì là ai đưa con đi học? Thì em là cô giáo mầm non cho nên em cũng có một gì đó thấy, cảm thấy là thường là đi học vào buổi sáng, ba đi học. Vậy là rõ ràng là bạn thường hay nhận dạ, em những em bé tới trường dạ, mà do chính nam phụ huynh vâng, đến đó. Dạ, ba thường cũng thường rất hay là đưa đón con đi học. Như vậy thì những nam phụ huynh đó rất là may mắn bởi vì gặp một cô gái, một cô giáo dạy mầm non rất đẹp. Dạ, cảm ơn. Thế còn bạn thì bạn nghĩ sao ạ? Theo em nghĩ thì tại vì ở quận này là đang khảo sát ở quận Tân Bình. Thì đa số là chưa chắc là những người đàn ông, người nam giới ở quận Tân Bình đó đều người ta đều là đi làm, có thể là tranh thủ thời gian để có thể đưa con đi học được. Tại vì có thể là khu đó là cũng có thể là kẹt xe, rồi có thể là cũng là có nhiều vấn đề, có nghĩa là em nghĩ là người vợ san sẻ có thể là đưa con đi học giùm cũng khả năng nhiều hơn. Cho nên bạn chọn là 50. Dạ đúng rồi. Còn khảo sát với chúng tôi tại quận Tân Bình, số nam giới sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là 50 hay 70? Bao nhiêu đây ạ? Bạn Lê cười rất tươi, có lẽ bạn Lê sẽ là người chiến thắng chăng? Hay là đại diện cho nam giới? Đại diện cho nam giới ở quận Tân Bình trả lời rằng 50 và 59%. Xin chúc mừng bạn, bạn đã chiến thắng tuyệt đối. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Đào Thị Lê rất nhiều, bạn đã là người may mắn đến đây chơi, nhưng không may mắn bước tiếp vào vòng đặc biệt. Nhưng mà bạn sẽ là may mắn hơn nữa khi bạn nhận được một giải thưởng, đó là một bộ chọn gói Momica trị giá 1 triệu đồng. Bạn chúc bạn luôn luôn vui vẻ. Cảm ơn. Và bạn Bảo Châu, và bạn Bảo Châu ơi, bạn cũng nhận được một bộ chọn gói Momica trị giá 1 triệu đồng và là người may mắn bước tiếp vào vòng đặc biệt của quyền năng số 10.
gặp gỡ với bạn Bảo Châu là người may mắn nhất ở vòng 1 bước tiếp vào vòng 2 đặc biệt này. Và hôm nay bạn đến đây thì người trợ giúp của bạn là vợ hay là bạn của bạn? Tại vì bà xã em thì mới sinh nên không thể cùng em tham gia trong cái trò chơi này được. Vậy thì ai? Em đã nhờ người đồng nghiệp của em đó là chị Khánh Vân. Chào chị Khánh Vân. Dạ, chào anh. Chị có thể tự giới thiệu cho mình. Em là Khánh Vân ha, là đồng nghiệp chung với lại Bảo Châu trong công ty. Dạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nghĩ là bạn Bảo Châu sẽ chiến thắng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là khoảng 90%. 90%? Dạ. Đồng nghiệp của bạn quá tự tin, hy vọng là bạn chiến thắng. Mời bạn đến với nấc thang đầu tiên của chương trình. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận Tân Bình cho rằng dịch vụ karaoke đô thị là không lành mạnh? Mời bạn. Dịch vụ karaoke đôi khi là không lành mạnh. Khán giả trường quay cũng sẽ giúp cho bạn bằng cách là họ sẽ đưa ra ý kiến của mình. Mời bạn xem. Bao nhiêu ạ? 24%. Thế còn người trợ giúp nghĩ sao ạ? Em nghĩ là khoảng từ 30-70% á anh. 30-70%. Em có thay đổi. Lẽ gì? Đường là lẻ lắm. Lẻ lắm. 25-65. 25-65. Bạn ấy lẻ lắm. Thế còn bạn, bạn có lẻ không? Bạn có nghĩ là đôi khi karaoke cũng là một hình thức không lành mạnh không? Dạ, em nghĩ đó là trước đây thì có thể là lành mạnh, nhưng mà thời gian gần đây là thì có nhiều cái bề mặt ở ngoài á, người ta có thể là tránh né được. Bên trong thì có thể là không biết ra sao. Thì dạo này báo chí cũng đăng nhiều nên em nghĩ đó là một cái cũng có thể là hiện nay thì đa số là không lành mạnh nhiều. Và tôi nghĩ là không phải là đa số đâu, mà là thiểu số thôi. Bởi vì hình thức karaoke cũng rất là lành mạnh, nhưng có nhiều người lạm dụng hình thức đó để làm những chuyện không lành mạnh, thì chính con sâu làm rầu nồi canh thôi. Tôi nghĩ hình thức karaoke cũng là hình thức chúng ta tập ca, hát với nhau cho vui. Nhưng mà đôi khi họ lạm dụng vậy thì không tốt. Tôi nghĩ là nếu như con số phần trăm này mà càng thấp xuống thì càng tốt. Và bạn nghĩ là bao nhiêu ạ? Thì em dựa trên cái người hỗ trợ của em, với dựa trên cái sự mà phân tích của anh Minh Béo thì em có thể là đó là từ khoảng từ 20-60%. 20-60, người trợ giúp chị cũng nghĩ 20-60 đi. 20-60. Dạ, 20-60. Bạn nói chắc chắn thì bạn kéo vần xuống à. Bạn đang chọn 20-60 và kết quả khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình là bao nhiêu nhé? Có nằm vào khoảng đó không ạ? Dưới hay là trên lên có nằm ở chân giữa không ạ? Bạn hơi căng thẳng, người trợ giúp cũng quá căng thẳng. Xuống và 33%. Xin chúc mừng bạn, bạn đã là người chiến thắng và bước tiếp vào vòng thứ hai. Và bây giờ bạn đã bước qua được nấc thang thứ nhất. Đến với nấc thang thứ hai, bạn sẽ có giá trị giải thưởng là 100.000 đồng thay vì chỉ có 10.000 thôi. Câu hỏi thứ hai như sau: có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận 4 cho biết họ không nhớ được địa điểm lần đầu tiên tỏ tình? Người trợ giúp nghĩ sao? Em nghĩ thì cũng có một số người, người ta cũng không nhớ đâu. Nhớ. Thì thôi mình lấy cái mức trung bình đi ha. Thì cái khoảng cách trung bình là khoảng 30 đúng không anh? Dạ đúng ạ. Thôi bây giờ thôi mình lấy khoảng từ 30-60 đi. 30-60 đi. À ha. Có thay đổi nữa không? Thôi. Không. À. Thế còn khán giả trường quay sẽ giúp bạn như thế nào nhé? Họ còn nhớ địa điểm của lần đầu tiên không à? Cao nhất là 0%, không nhớ. Có lẽ khán giả trường quay là những người đã kết hôn 40-50 năm rồi, không nhớ. Còn bạn nghĩ sao ạ? Thì theo em nghĩ thì là sao? Có thể là từ là 30-60%. 30-60% đi em ha. Dạ. Nếu như mà sai là ráng chịu nha. Bạn là người quyết định, không ai hát hết em, đâu. Em thử suy nghĩ thôi, theo chị thì chị suy nghĩ như vậy. Nhưng mà em thì em suy nghĩ sao? Em nghĩ là mà, có thể là như anh Minh nói là có lẽ là những
người lập gia đình cách đây cũng mấy chục năm rồi nên khó nhớ, nhưng mà theo mình khảo sát thì có thể là hơi có. Thì em nghĩ là thôi thấp cũng được, 25 đến 25. Nếu mà lấy trung bình thì em nghĩ thôi chú cung trung bình thì khoảng từ 25 đến 55%. 25 đến 55. Dạ. Nếu bạn tự tin thì bạn kéo cần xuống, còn không thì bạn kéo cần rầu gì đó nói luôn. Đó là 25 đến 55%, và kết quả của chúng tôi sẽ là ở như đây. Tôi nghĩ địa điểm lần đầu tiên tỏ tình rất là ấn tượng, bởi vì qua cái địa điểm đó mình đã được một người vợ hoặc một người chồng thì khó quên được lắm. Có nhiều người kỷ niệm ngày cưới ngay địa điểm mà mình tỏ tình, mà kỷ niệm ngày cưới biết bao nhiêu năm không? 60 năm nữa. Có người đã từng làm thì tôi đã từng đi dự, rất là dễ thương. Vậy là không bị la rồi. Không bị la. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nấc thang kế tiếp. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận 4 cho biết họ yên tâm khi gửi con ở nhà trẻ tư thục? Mời bạn. Nếu như sau này bạn có con thì bạn có gửi nhà trẻ tư thục không ạ? Thì theo em thì chắc cũng có lẽ là trong thời đại ngày nay thì nên gửi. Tại vì nếu mà có ông bà thì đỡ, nhưng mà thường thường là thành phố mình thì ông bà đôi khi cũng lớn tuổi cũng khó chăm sóc. Nên là thường thường gửi trẻ tư thục để các cô kèm con mình nó, để nó biết chữ hay là biết hát nó linh động hơn. Thì em nghĩ là đa số là có, chắc có thể là nhiều. Nhưng mà bạn em cũng cần nhớ là nhà trẻ tư thục nha. Dạ. Còn nhà trẻ không phải tư thục thì khác ạ. Thì em cũng nghĩ là nếu mà gửi đến trường thì càng tốt, nhưng mà tư thục thì là đa số người ta nghĩ dựa trên cái kinh tế của người ta, nên người ta gửi tư thục thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Có thể là người ta cũng thể gửi người quen, cũng là trường tư thục của mình cũng được. Nhưng bạn nhớ là có yên tâm hay không, tại vì có một số bài báo là báo động là một số nhà trẻ tư thục không đủ tiêu chuẩn, và những cô giáo ở đó không đủ sư phạm để mà giảng dạy, và có nhiều cái hành động nông nổi đã từng được lên báo. Và bây giờ thì người ta cũng rất là e dè khi đến với nhà trẻ tư thục. Và tôi nghĩ là nếu như chỉ có nhà trẻ chung hết thì cũng không đủ đâu, mà nhà trẻ tư thục cũng góp phần giải quyết được bài toán khó khăn là nhiều khi chúng ta gửi những em bé gần nhà chăm sóc kỹ hơn, bởi vì số lượng ít mà. Nhưng bên cạnh đó cũng có những con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Thì bạn nghĩ là số đông không? Số đông sẽ yên tâm không? Tại em nghĩ là số đông, tại vì những cái trường hợp đó là trường hợp cá biệt ít thôi, nên là em nghĩ là rất là đông để mà người ta quyết định vào cái trường tư thục. Bây giờ thì xem khán giả trường quay nghĩ gì nhé. Xin mời. Cũng gần đúng với ý kiến của bạn. Thấy con người chị giúp nghĩ sao? Trước khi mà em thấy cái biểu đồ này, khi mà anh đọc đó, thì em cũng nghĩ là khoảng từ 50 đến 70 rồi. Ý em là từ 50 đến 70. Tại vì em thấy nhà trẻ tư thục nhiều khi nó cũng mắc tiền quá, nhiều khi người ta không có đủ chi phí để người ta cho. Thì cái đoạn khúc đoạn ở giữa như vậy á, là một số người người ta đồng ý cho con ta ở tư thục. Sẽ khảo sát á, tại vì cái địa bàn thì dựa trên quận 4, thì em nghĩ là trên cái khảo sát cái địa bàn mình nó có thực tế chút xíu. Tại vì với hoàn cảnh ví dụ như đa số là ví dụ như là người ta gia đình người ta như thế nào để mới gửi đúng rồi, con cũng tùy theo thì em định. Nghĩ là nếu mà khảo sát ở quận nhất á, thì em nghĩ là ít hơn 55-75 đi em. Thì em nghĩ có thể là cao, em nghĩ là khoảng từ 55 đến 75%. 55 đến 75. Bạn chọn chưa ạ? Người trợ giúp có ý kiến lần cuối nữa. Em cũng quyết định 55-75 nha. 55-75. Bao nhiêu à? Khán giả nghĩ là cao không? Cao lên, con nhảy mới cao lên. Còn bạn nghĩ sao? Theo chị Vân có nghĩ là mình nên cao chút xíu nữa không? Cao hơn xíu hả? Nếu mà cao thì chơi đụng La Phong luôn nha. Là khoảng chừng 60-80 thôi. Em nghĩ 60-80 thôi. Em cũng nghĩ vậy hả? Nếu vậy thì em cũng quyết định là 60-80. Thế vậy thì mời bạn kéo cần xuống. Và bạn đã chọn từ 60-80. Còn kết quả của chúng tôi là bao nhiêu đây? Có nằm vào khoảng này hay không? Bạn đã nói trong 80 thì con số 79 chắc chắn cũng sẽ hơn mà. Và liệu con số hơn có đến với bạn hay không? Khi con trượt nó đã dần dần đi qua và không có nằm ở chân giữa, khi đó thì bạn sẽ bao nhiêu? 77. Công nhận phối hợp hay quá. Hợp hay anh ha. Bàn luận gần mấy tiếng đồng hồ mới ra được kết quả. Không gì đâu, chẳng phải chắc hả? Bây giờ thì bạn sẽ đi tiếp vào nấc thang thứ tư.
Tân Bình cho biết con cái họ bị cận thị. Theo em thì quận Tân Bình thì người dân học nói chung là cũng rất là nhiều. Con cái của họ thì họ đầu tư như học nhiều ngoài ở trường lớp thì họ còn cho học thêm nữa. Thì em nghĩ số cận thị rất là nhiều. Nên em sẽ, theo em thì khoảng từ 40-80%. 40-80%. Dạ. Thế còn khán giả trường quay xin giúp chị Trúc như thế nào nhé? Dạ. Xin mời. Khán giả trường quay đang chọn là 70%, đang nằm vào khoảng dự đoán của chị. Dạ. Bây giờ chị nghĩ như thế nào? 40-80%? Dạ. Hay là? Tôi nghĩ là nên từ 30-70%. Dạ. Tôi nghĩ là nên từ 45-85% đi. 45-85%. Cảm ơn khán giả đã chờ giúp, thì bây giờ em chọn theo bạn em luôn là 45-85%. Chắc chắn chưa? Dạ, chắc chắn. Xin mời chị kéo cần. Dạ. Còn khảo sát của chúng tôi là ở ngay đây. Đây là khoảng dự đoán 40%. Và ở quận Tân Bình thì con cái của họ bị cận thị như thế nào? Có nhiều hay không? Tôi nghĩ là đã làm cha làm mẹ thì nên cẩn thận khi giáo dục con cái. Chúng ta không nên xem sách báo hay là chơi vi tính nhiều. Xem sách báo thì không ngồi ở những cái vị trí tối quá. Xin chúc mừng 67%, xin chúc mừng chị. Dạ, rõ ràng chị đã đưa ra khoảng cách khá an toàn và đã chiến thắng được trong một đặc biệt này. Và bây giờ thì đến với nấc thang kế tiếp. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận Bình Thạnh cho biết họ gặp khó khăn khi rút tiền từ tài khoản ATM? Ở quận Bình Thạnh thì theo như ban đầu em cũng nói là đa số người dân là họ buôn bán. Em nghĩ là họ dùng tiền mặt nhiều hơn, ít khi nào sử dụng tài khoản của ATM. Tại vì họ cho rằng là như gửi vô và mỗi lần muốn rút tiền đó phải đợi xếp hàng. Rồi nhiều khi máy ATM hết tiền nên là khỏi rút luôn. Nên em hy vọng là, em đoán là quận Bình Thạnh thì khoảng từ chỉ còn 20% thôi nha. 20%, dạ. Nên em gặp khó khăn. Dạ, em chọn khoảng từ 60-80%. 60-80%. Dạ. Thế còn khán giả trường quay sẽ giúp chị như thế nào đây? Dạ. Khán giả ở trường quay đang nghĩ là 63% là cao nhất. Dạ. Thường thì nếu là rút thẻ ATM thì không những người trẻ chúng ta gặp khó khăn mà những người già càng gặp khó khăn hơn. Dạ, nhiều khi rồi. Họ quên mất cái số mã pin. Dạ. Nói chừng mà đi vô đó không nhớ số cái đi ra mất thời gian quá. Dạ. Thế còn người trẻ giúp nghĩ sao ạ? Theo như em thì em thấy trên bản đồ về khán giả thì 60 thì nó đã quá cận cái điểm của khán giả rồi. Em nghĩ là lấy khoảng từ 55-75% là vừa. Công nhận là người bạn của chị Trúc thích số lẻ lắm ha. Khoái 55-75 thích vậy lắm ha. Bây giờ chị chọn sao ạ? Dạ thì theo em thì xuống 5 luôn là khoảng 55-75. Dạ. Cho theo bạn thử. Vậy là chị chọn theo ý của bạn của chị. Dạ. Tại sao nãy giờ chị chọn theo ý mình, còn bây giờ chị quyết định chọn theo người trợ giúp? Dạ, tại vì như là tụi em chơi với nhau cũng thân. Nên nhiều khi quyết định của em thì không có thể là nhiều lúc không chính xác. Mà nhờ bạn em thì chính xác. Bây giờ sao khán giả ở trường quay nghĩ sao ? Lên không lên xuống Dạ. Xuống xuống. Và có lên không? Dạ, lên. Chị thì em chọn từ 65-85%. Thay đổi ý kiến nữa rồi đó nha. 65-85%. Dạ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn thì kéo cần xuống. Còn không mình có thể dừng cuộc chơi tại đây. Để bảo toàn giá trị của mình là 100.000 đồng. Dạ thì tới đây em vui là chính nữa. Vui là chính. Dạ nên em quyết định từ 65-85% luôn. Theo ý của khán giả. Vậy thì xin mời kéo cần. Dạ. Chị Trúc của chúng ta đã chọn 65-85%. Còn khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu phần trăm đây? Chị có nghĩ nó nằm vào khoảng đó không ? Dạ, hy vọng nằm trong khoảng đó. Không phải hy vọng không mà bắt buộc đó chứ. Dạ, mình phải bắt buộc thành trường nó phải nằm trong khúc đó. Trong khúc đó. Lên hay xuống? Xuống. Chị Trúc nghĩ sao, lên hay là xuống? Em nghĩ nên nằm trong khoảng đó. Lên từ 65 tới 85.
Biết đến nào dùng dạ nằm trong xin chúc mừng, chúc một lần nữa chị rất là may mắn, chị đang ghi được giải thưởng cho mình, đó là 1.000 điểm, tương đương với là một phiếu mua điện thoại di động tại hệ thống siêu thị Viễn Thông A là 1.000.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bậc thang kế tiếp nhé, ngày càng khó hơn đó chị nhé. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Tân Bình cho biết có mong muốn cho con đi du học nước ngoài? Theo ý kiến của em thì quận Tân Bình là cái quận cũng rất là phát triển, và nhu cầu của họ thì muốn con mình học cao thì cũng rất là nhiều, nên em nghĩ cái số lượng này thì rất là cao. Tại vì khi mà đi du học nước ngoài thì con họ sẽ có kiến thức nhiều hơn, thu nhập cũng cao hơn, nên em chọn khoảng từ mà chỉ còn 80 đến 90. 80 đến 90. Dạ. Thấy còn người trợ giúp nghĩ sao ạ? Theo em biết thì bây giờ quận Tân Bình đang rất là phát triển các khu chung cư cao cấp cũng với chị. Nếu mà bây giờ nhu cầu đi du học cũng rất đơn giản, ví dụ mình không nhất thiết phải đi Mỹ, đi Trung Quốc hay là đi Singapore thì cái mức của nó cũng không đến nỗi cao cho lắm. Em nghĩ khoảng từ 80 đến 90%, nhưng mà hy vọng xem em muốn biết ý kiến của khán giả là như thế nào đã. Ý kiến của khán giả ở trường quay là bao nhiêu ạ? 55 hả? 35 là cao nhất. Theo tôi thì tôi sẽ giúp cho chị một điều, đó là theo tôi được biết thì ở Tân Bình là lượng dân cư rất là đông đúc, và ở nhiều vùng quê của Việt Nam tụ lại tại đó, sống sinh sống tại đó, và không phải ai cũng có thu nhập cao cả. Và với số lượng con đông như vậy thì tất nhiên ai cũng có mong muốn cho con mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một cái sự học vấn thật là cao, và mong muốn là du học nước ngoài. Nhưng liệu cái khả năng, cái tài chính của chúng ta có hay không, đó là điều phải suy nghĩ lại. Cho nên nhiều khi mong muốn đó cũng có đó, nhưng mà ước mơ xa vời quá. Thì họ muốn gần gũi nhất, thực tế nhất thì họ sẽ cho con họ học tại Việt Nam những cái chương trình tốt hơn, đúng không ạ? Du học tại chỗ. Du học tại chỗ cũng có, đúng không ạ? Không phải nhất thiết phải du học nước ngoài. Và lúc này thì chị nghĩ như thế nào? Vẫn 80 đến 90 ạ? Dạ, thì thôi thì em sẽ thay đổi ạ. Không, thay đổi liền hả? Dạ. Nhưng mà bạn nên nhớ là đây là quyết định cuối cùng của chị nhé. Dạ, dạ, em biết. Bao nhiêu ạ? Khán giả là cao nhất là 37%, 38% thôi. Chị thì em chọn từ 30 tới 40%. Người chị giúp nghĩ sao ạ? Theo như lúc nãy anh Minh Béo có nói là em rất là thích số lẻ, thì ra em cũng sẽ quyết định chọn số lẻ. Là bao nhiêu ạ? Khoảng 33 đến 43 chẳng hạn. Hết số 5, bây giờ xuống số 3. 33 đến 43. Dạ. Theo em thì em lại thích số 9 lẻ hơn. 49. Dạ, thì em chọn khoảng từ 39 đến 49. 39 đến 49. Dạ. Người thích số 3, người thích số 9. Dạ. Không phải số 1 đi, 31 đến 41. Em không thích số 1 nữa. Tôi thích số 10 hơn, đúng không ạ? Dạ. Em kéo luôn. Dạ. hơi rụt rè chút xíu, nhưng mà sau đó lấy lại tự tin và kéo xuống. Chị Trúc của chúng ta đang chọn 39 đến 49 và con số của chúng tôi thực tế đó là xuống hả? Đang lên hả? Kéo nó xuống, kéo nó xuống, nghĩ nó xuống. Chị giúp chị nha, kéo nó xuống, kéo nó xuống, kéo nó xuống. Lên nằm xuống rồi, nó xuống rồi. Giờ nó xuống quá vậy, nó xuống dở vậy, đẩy lên, đẩy lên lại. Nó đẩy lên lại. Rồi, và kéo nó xuống, kéo nó xuống. Làm sao cho nó lọt cho khoảng 10% đó nha. Dạ. Và nó có bao nhiêu à? Bao nhiêu à? Kéo nó dở lên, đẩy lên lại. Và di động tại hệ thống siêu thị Viễn Thông A trị giá 10.000 đồng. Rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Bình tĩnh nha, coi chừng tim mình nhảy quá không tốt. Người trợ giúp lúc này suy nghĩ như thế nào? Em cũng đang rất là vui cùng với bạn. Hồi nãy thì khi con tranh trường nó cứ chạy lên chạy xuống gì đó, lúc đó chị đang suy nghĩ gì ạ? Em cảm thấy rất là hồi hộp. Và chị ước muốn như thế nào? Thì nói chung là bạn là bản thân